Anh chàng này chỉ gầm lên một tiếng thì mái tóc liền bốc cháy nghi ngút. Sau đó anh lột mũ của bạn mình ra. Trên tóc anh ta hiện ra toàn chiếc đầu rắn. Đây chính là trường học quái vật huyền bí. Tất cả học sinh ở đây đều là quái vật đột biến. Ví dụ như là quái vật một mắt, người da xanh, nữ hoàng Ai Cập có thể điều khiển sắc ướp, nhà tiên tri có thể dự đoán tương lai, cô gái trong người chứa toàn côn trùng. Anh chàng này là con trai của thần lừa. Bạn thân anh ấy là con trai của Medusa với đôi mắt hóa đá. Ngay cả hiệu trưởng cũng là người ngoài hành tinh. Đây chính là thiên đường của quái nhân. Đồng thời cũng là nơi nghiêm cấm con người. Chỉ khi nhận được thư nhập học thì mới có thể bước vào cánh cổng ma thuật dẫn đến trường. Cô gái này tên là Claudine. Cô là một bán yêu có thể biến hình thành người sói. Vì ngoại hình kỳ dị nên cô thường xuyên bị mọi người tẩy chay. Mặc dù sở hữu tốc độ di chuyển nhanh đến kinh ngạc nhưng cô lại không có bạn bè. Người cha vì để cho con gái được vui vẻ nên ông đã lấy ra tấm thư mời vào trường học quái vật, còn đích thân đưa cô đến một thông đạo bí ẩn. Trước khi đi, bố cảnh báo Claudine rằng tuyệt đối không bao giờ để người khác biết được bí mật rằng mình là bán yêu. Sau khi Claudine đi qua cánh cổng, những gì hiện ra trước mắt cô là một ngôi trường trung học. Ở đó có đủ loại quái nhân kỳ lạ, ngay lập tức khiến cho Claudine có cảm giác thân thuộc. Cô biết mình đã đến đúng nơi thuộc về rồi. Rất nhanh, cô đã đến ký túc xá, gặp gỡ hai người bạn cùng phòng của mình. Một người là con gái của Frankenstein, chúng ta gọi là Cersei nhé. Cô ấy có trí tuệ rất siêu việt. Tất cả câu hỏi chỉ cần trong nháy mắt đều dễ dàng đưa ra đáp án. Có điều, cần phải dùng sạc điện để duy trì. Người còn lại là con gái của ma cà rồng, tên là Naza. Cô ấy có vẻ rất lạnh lùng, cả ngày chỉ thích nhốt mình trong quan tài. Sau vài ngày sống trong trường mới, Claudine đã hoàn toàn thích nghi với nơi này. Tuy nhiên sự xuất hiện của cô đã lọt vào mắt xanh của anh chàng soái Cagogan, con trai của Medusa. Ngay khi gặp nhau, cậu đã rủ cô đi chơi. Claudine là người mới ở đây. Cô không muốn trở thành trung tâm của sự chú ý. Vậy nên, cô đã từ chối lời mời của Gorgon. Và cảnh này được Cleo tình cờ nhìn thấy. Cô gái này nhiều năm qua đã thích thầm Gorgon. Sau đó Cleo tìm đến Claudine, cảnh báo cô hãy tránh xa Gorgon. Naza bên cạnh thấy bạn cùng phòng bị bắt nạt, nên đã bí mật sử dụng phép thuật lên người Cleo, khiến mặt cô ta lập tức nổi mụn to bằng quả trứng. Khi Cleo lấy gương ra, nhìn thấy mụn trên mặt mình, cô ta hét lên trong sợ hãi, quay đầu bỏ chạy mà không ngoảnh lại. Vài ngày sau, Claudine đột nhiên phát hiện ra rằng khi bản thân lo lắng, thì hình dạng của quái vật của cô sẽ biến chất. Nếu thân phận bán yêu bị phát hiện, nhà trường chắc chắn sẽ đuổi học cô. May thay, giáo viên Comos khi giảng bài đã tìm lại cho cô một hy vọng. Ngôi trường cũng từng có một học sinh bán yêu. Cậu ta vì để loại bỏ phần người khỏi cơ thể, nên bí mật phát triển một phương thuốc đặc biệt. Nhưng khi sắp thành công thì thân phận bán yêu của cậu ta lại bị phát hiện. Vậy nên nhà trường buộc phải đuổi cậu ra khỏi đây. Claudine nghe xong toát hết mồ hôi hột. Cô còn nghe thêm được từ giáo viên rằng người học sinh đó có một phòng thí nghiệm bí mật, và những ghi chép về phòng thí nghiệm đó vẫn được lưu giữ trong thư viện của trường. Thấy vậy, Claudine vội vã đến thư viện và thành công tìm được ghi chú đó. Nhưng bên trong toàn là những dòng chữ ngoệc ngoạc như chữ bác sĩ, khiến Claudine đọc không hiểu gì cả. Chính vào lúc đó, phía sau đột nhiên truyền tới một âm thanh, bóng đèn cũng nhấp nháy. Bầu không khí kinh hoàng càng khiến tim Claudine đập nhanh hơn. Giây tiếp theo, nỗi sợ hãi lớn nhất của cô đã xảy ra. Cô gái bán yêu này đang biến đổi, răng nanh từ từ tiêu biến, đôi mắt cũng lập tức chuyển sang màu đen. Ngay sau đó, hai tai cũng nhỏ lại. Đây là điều khiến Claudine sợ hãi nhất. Nhưng sự biến đổi này vẫn chưa kết thúc. Mái tóc dài màu tím cũng từ từ đổi về mái tóc đen ngắn. Ngay sau đó, đôi tai sói của cô cũng thay đổi trở lại hình dạng tai người. Sự thay đổi đột ngột này khiến Claudine một phen sợ hãi. May thay, tất cả việc này chỉ là một trò chơi khăm của Cersei. Bây giờ bí mật đã bị phát hiện, Claudine đành phải nói hết ra nỗi khổ của mình rồi đưa quyển ghi chép cho Cersei. Những văn tự trong cuốn thiên thư này nhanh chóng được giải mã nhờ có bộ não thiên tài của Cersei. Cuối cùng, hai người đã tìm thấy vị trí phòng thí nghiệm, và nó bị ẩn giấu trong khuôn viên nghĩa trang của trường. Đêm đó, cả hai đã lẻn vào trong. Nơi đây được gọi là cấm địa của trường học. Có rất ít người được đến đây, ngoại trừ cô gái thây ma mỗi ngày đến đây để ngủ dưới mộ. Nhưng đột nhiên Claudine ngửi thấy một mùi hương lạ. Lần theo dấu vết của mùi hương, hai người phát hiện Naza bí mật thực hành phép thuật ở đây. Nhưng có vẻ cô ấy chưa thành thạo lắm. Sự bất ngờ xuất hiện của cả hai khiến Naza bị dọa cho sợ hãi, vì phù phép là thứ bị cấm trong trường học. May thay, cả ba là bạn cùng phòng, nên họ đồng ý cùng nhau giữ kín bí mật này. Khi biết được Claudine là bán yêu, Naza đột nhiên cảm thấy bí mật của cô cũng chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Cả ba tìm thấy được phòng thí nghiệm, phát hiện trên cửa có một loại khóa phải mở bằng bàn tay. Claudine không nghĩ ngợi nhiều, trực tiếp đặt tay cô lên trên đó, nhưng kết quả là không có gì xảy ra. Lúc này, Naza tham khảo cuốn ghi chép, phát hiện có một câu thần chú cho phép mở cánh cửa này ra. Nhưng cô cần nguyên liệu cho câu thần chú, đó là chiếc cốc của hiệu trưởng. Vậy nên họ đã lập một kế hoạch. Trong khi hiệu trưởng đi vắng, Claudine nén lút lẻn vào phòng hiệu trưởng và ăn cắp nguyên liệu từ chiếc cốc. Nhưng ngay sau đó hiệu trưởng đột ngột quay lại, hai người ở ngoài cửa hoảng sợ, không biết phải xoay sở ra sao. Thật may là Cersei đã có ý tưởng. Cô chạy đến để thảo luận các vấn đề với hiệu trưởng, giữ chân hiệu trưởng ở ngoài thành công. Bên này, Claudine đã lấy được nguyên liệu, nhưng Cleo đột nhiên xuất hiện để giao tài liệu.
thấy chuyện không ổn, Claudine nhanh chóng trốn đi. Cleo đặt tài liệu xuống bàn. Khi cô chuẩn bị rời đi, Claudine vô tình phát ra âm thanh. Thấy kế hoạch sắp bị bại lộ, Naja nhanh chóng đọc câu thần chú, biến Claudine thành cô hiệu trưởng, giải quyết thành công tình huống nguy cấp. Sau đó cả nhóm lại đến nghĩa trang. Naja niệm câu thần chú mở cửa, phóng ra một đám mây xanh bay về phía cánh cửa. Không ngờ giây tiếp theo, cánh cửa đã thực sự được mở ra. Nhưng khi họ bước vào căn phòng, một bóng đen thần bí đã xuất hiện ở phía sau. Hãy chú ý, chàng trai này đang bị hóa đá với tốc độ cực nhanh. Rốt cục chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Chính là khi nãy, Claudine ba người tìm thấy phòng thí nghiệm của một học sinh cũ. Mặc dù bên trong rất kỳ lạ, nhưng may thay, Claudine đã tìm được lọ thuốc. Đây chính là lọ thuốc có thể biến cô trở thành một quái nhân thực sự. Hai bạn cùng phòng vui vẻ chúc mừng cô. Nhưng chính lúc đó Claudine lại do dự. Nếu cô uống lọ thuốc này thì những đặc điểm con người của cô sẽ biến mất. Nếu làm như thế thì thật là có lỗi với đấng sinh thành. Vào lúc cô đang băn khoăn thì giáo sư Comos bất ngờ xuất hiện. Cả ba vô cùng sợ hãi, nhanh chóng giải thích rằng họ chỉ vô tình lạc vào đây thôi. Giáo sư nói điều đó không quan trọng. Đồng thời, ông cũng hiểu được cảm xúc của Claudine, vì ông cũng là bán yêu. Lọ thuốc vẫn chưa được hoàn hảo, ông ấy sẽ cải thiện lọ thuốc này. Sau đó thì vấn đề của Claudine có thể giải quyết tốt hơn. Nhưng khi Claudine đưa lọ thuốc cho ông ta, không nhiều lời, ông ta uống hết số thuốc vào bụng. Không ngờ rằng, Comos chính là con trai của người tạo ra loại thuốc này. Ông không thể giải mã được các ghi chép của cha mình. Đó là lý do tại sao ông ta mới nhờ Claudine giải mã hộ mình. Ngay sau đó, cơ thể của ông ta bắt đầu biến đổi. Nhìn từ trên xuống dưới, ông ta đã trở thành một tên hưu ma vương. Bây giờ hắn ta sở hữu sức mạnh rất to lớn, quyết định thống trị toàn thế giới. Hắn đưa tay ra, lập tức hút hết năng lực của Naja. Ngay sau đó, hắn đã có sức mạnh của ma cà rồng, có khả năng siêu phàm như vậy. Việc thống trị thế giới dễ dàng trong tầm tay. Khi hắn ta đang tự mãn dương oai, Cersei quyết đoán đánh đổ lọ thuốc, tạo ra một phản ứng hóa học cực mạnh. Cả ba nhân cơ hội đó trốn thoát khỏi căn phòng thí nghiệm. Các bạn cùng lớp nghe thấy tiếng nổ, cũng lần lượt chạy tới. Lúc này cánh cửa bật ra, Ngư Ma Vương từ bên trong xuất hiện, thấy Claudine bước tới thuyết phục. Ngư Ma Vương giơ tay định tấn công, Gorgon chặn lại ngay lập tức. Anh ấy bỏ kính ra, kích hoạt kỹ năng ánh mắt hóa đá. Không ngờ rằng Ngư Ma Vương biết cách đối phó với nó. Sau đó, hắn đưa tay ra, hút hết sức mạnh của Gorgon. Giây tiếp theo, hắn dùng con mắt hóa đá đáp trả lại Gorgon. Gorgon mất năng lực bắt đầu hóa đá nhanh chóng. Sau một lúc, cậu hoàn toàn bị biến thành đá. Do cảm xúc thay đổi mạnh mẽ nên Claudine trở lại thành người. Sự thay đổi đột ngột này khiến mọi người xung quanh khiếp sợ. Nhưng Cleo lại có một ý tưởng. Cô đỡ Claudine đang buồn bã dậy, rồi nói cho cô biết cách đánh bại Ngưu Ma Vương. Claudine từ từ đi về phía Ngưu Ma Vương. Khi thấy điều này, hắn lập tức thi triển kỹ năng hấp tinh đại pháp. Nhưng nó không hiệu quả với Claudine. Hóa ra Claudine bây giờ đã là con người, căn bản không có năng lực để bị hắn ta hấp thu. Ngưu Ma Vương tức giận, trực tiếp kích hoạt ánh nhìn hóa đá. Không ngờ rằng Claudine nhanh trí quay đầu đi. Cô lấy điện thoại ra và bật camera trước. Ôi không, ngươi đang làm gì vậy? Cứ như thế, Ngư Ma Vương đã hoàn toàn bị biến thành đá. Đột nhiên một luồng sóng năng lượng phóng ra khỏi cơ thể hắn. Naja bị trúng nguồn năng lượng ngay lập tức hồi phục. Đồng thời Gorgon cũng thoát ra khỏi lời nguyền hóa đá. Sau khi biết rằng chính Claudine là người cứu mình, Gorgon ôm chặt lấy cô vào lòng. Lúc này, hiệu trưởng biết tin cũng đã chạy đến. Khi phát hiện ra Claudine là bán yêu, hiệu trưởng sẽ đuổi học cô ngay lập tức. Nhưng sau khi biết hết chân tướng câu chuyện, hiệu trưởng đã đưa ra một quyết định chưa từng có tiền lệ. Đó là viết lại nội quy của nhà trường, chấp nhận danh tính nửa người nửa yêu của Claudine. Kể từ đó về sau, Claudine có thể ở lại trường học quái vật mãi mãi, sống cuộc sống hạnh phúc với các bạn cùng lớp. Đây là phần kết của bộ phim. Bộ phim giả tưởng mới nhất năm nay có tên Monster High, The Movie. Nếu ai thích xem thể loại phim nhạc kịch học đường thì nhất định phải xem nhé. Tôi là người kể chuyện. Hẹn gặp lại vào lần tới, bye bye.